Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, mùng 7 tháng 4. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp. Công bố tình huống khẩn cấp về xâm nhập mặn tại Cù Lao Tân Phú Đông. Cứu nạn hơn 150 người ở vùng lụt miền đông Australia. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình thời tiết tại miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta mới đây, thì đến ngày 8 tháng 4, thêm một đợt không khí lạnh nữa sẽ khiến thời tiết miền Bắc mát mẻ trong những ngày tới, cục bộ có mưa rải rác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta vào ngày 5 tháng 4, đến ngày 8 tháng 4 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh nữa sẽ tràn về. Thời tiết miền Bắc mát mẻ trong những ngày tới, cục bộ có mưa rải rác. Hôm nay, do chịu ảnh hưởng của sóng lạnh yếu nên ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ hôm nay có mưa vài nơi, trời dịu hơn, mức nhiệt cao nhất không quá 30 độ. Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc duy trì thời tiết mát mẻ, riêng đêm ngày 6 tháng 4 và thời kỳ từ gần sáng ngày 8 đến ngày 11 tháng 4, Đông Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Dự báo từ ngày 9 tháng 4, nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục giảm, trời có thể chuyển lạnh. Nắng nóng ở Tây Bắc lúc này cũng tạm chấm dứt. Đây nhiều khả năng là đợt không khí lạnh cuối cùng trong thời kỳ đông xuân năm 2023-2024. Không khí lạnh khiến nền nhiệt ở các tỉnh miền núi phía Bắc giảm xuống còn 18 độ C, các tỉnh đồng bằng sông Hồng giảm xuống còn 24 độ C và các tỉnh Bắc Trung Bộ giảm xuống còn 25-27 độ C. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ không bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh này. Đề phòng có mưa đá, dông lốc cục bộ ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Sau đợt không khí lạnh này, khả năng sẽ có một đợt nắng nóng khác từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Thành phố Vinh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Thành phố Huế, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thành phố Đà Nẵng, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thưa quý vị, UBND tỉnh Tiền Giang vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông. Đây là huyện Cù Lao, hạn mặn đang diễn biến hết sức phức tạp, người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ký quyết định số 586 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú Đông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ tổ chức vận chuyển nước ngọt thô về các ao chứa nước tại huyện Tân Phú Đông, phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân trên địa bàn một cách hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mặn, xem xét kết thúc sớm hoặc kéo dài thời gian vận chuyển nước ngọt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô trên địa bàn huyện Tân Phú Đông để người dân, các tổ chức biết và chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp trong sản xuất sinh hoạt. Tân Phú Đông là địa phương nằm giữa vùng hạ lưu sông Tiền, có một phần tiếp giáp với Biển Đông. Toàn bộ có hơn 44.000 người dân sử dụng nước sinh hoạt từ hệ thống cấp nước của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang kéo ngang sông Tiền. Hiện nay, nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn huyện là 10.270 mét khối trên một ngày đêm, trong đó nguồn tự cung cấp là 2.500 mét khối trên một ngày đêm, nhận nguồn từ nhà máy Bù Đồng Tâm là 6.000 mét khối trên một ngày đêm. Như vậy, nguồn nước phục vụ thực tế là 8.500 mét khối trên một ngày đêm, còn thiếu 1.770 mét khối trên một ngày đêm. Theo chính quyền địa phương, giải pháp cấp thiết hiện nay là vận chuyển nước ngọt bằng xà lan đến để bơm bổ cấp vào các ao tại xã Phú Thạnh và ao xã Tân Thới để cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân trên địa bàn trong giai đoạn khốc liệt này. Chuyển sang những thông tin về tình hình thời tiết đáng chú ý trên thế giới. Ngày 6 tháng 4, giới chức Australia cho biết 152 người đã được sơ tán từ vùng lụt thuộc bang miền đông New South Wales đến khu vực cao hơn.
Trước đó, chính quyền đã ban bố khuyến cáo người dân di chuyển đến khu vực cao hơn do mưa lớn gây lụt lội. Các nhà chức trách cho biết 72 người đã được giải cứu tại Sydney, thành phố lớn nhất Australia. Nhiều khu vực trũng ở ngoại ô của thành phố này đang trong cảnh lụt lội nghiêm trọng. Phát biểu trong cuộc họp báo, thủ hiến bang New South Wales Chris Min cho biết mực nước lũ của một số con sông tiếp tục dâng cao, đặc biệt là ở phía tây Sydney. Theo cơ quan khẩn cấp New South Wales, khoảng 15 lệnh sơ tán khẩn cấp đã được phát đi trên toàn bang. Cơ quan này cũng nhận được hơn 4.120 cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ trong vòng 24 giờ, tính đến 5 giờ sáng ngày 6 tháng 4 theo giờ địa phương. Mưa lớn trút xuống khu vực đông nam Australia hôm 5 tháng 4 khiến chính quyền thành phố phải ban bố cảnh báo người dân ở trong nhà tránh ra đường khi không cần thiết. Dữ liệu từ cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cho biết Sydney đã ghi nhận lượng mưa 111mm trong vòng 24 giờ tính đến sáng ngày 5 tháng 4, xấp xỉ lượng mưa trung bình 121,5mm của tháng 4 hàng năm. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên cả ba miền trong đêm nay và ngày mai. Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Trung Bộ có mây, ngày nắng, có mưa vài nơi. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Riêng khu vực Tây Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Nam 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, mùng 7 tháng 4. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!